Xin chào các bạn đã quay trở lại với Hamster Combat. Ba cái thẻ kết hợp ngày hôm nay để có thể nhận được 5 triệu point điểm thưởng. Ủa, cái này nó bị lỗi sao các bạn? Ok, mình vào lại nhá. Nhận được 5 triệu point điểm thưởng của Hamster Combat, đó là những cái thẻ nào? Đây, chúng mình cùng đi tìm nhá. Đầu tiên là cái thẻ Margin Trading X30. Margin, những cái thẻ XX này có thể nằm ở trong tab market các bạn nhá. X30 mình sợ giá của mình mua là cũng tương đối cao rồi, 83.000. Rồi, được một thẻ ạ. Thẻ thứ hai là thẻ Semi Final England and Netherlands, là cái thẻ bóng đá. Thẻ bóng đá thì nó sẽ nằm ở mấy cái tab mới này này các bạn này. Semi Final. Bạn sở hữu thẻ này rồi, làm một thẻ mới. Thẻ mới đây này. Đấy, tối hôm qua rồi nhưng mà bây giờ mình mới mở cái thẻ này. Chúc mừng đội tuyển Anh. Rồi, thẻ cuối cùng là thẻ Orasco, để mình đi tìm nó ở cái tab nào nha. Orasco, con chuột này nó khá là nhanh nhạy, cập nhật liên tục những cái tin tức, không chỉ riêng trong tiền điện tử mà nó còn thu hút được cả đây Oracle đấy các bạn nhé. Nó nằm ở trong cái mục web 3 này. Cái thẻ này giá cũng mềm mại, có 17.000 thôi. Rồi, như vậy là mình đã nhập đúng ba cái thẻ và các bạn ấn vào để nhận 5 triệu point điểm thưởng. Đó, đây là chân dung của ba cái thẻ mà các bạn có thể kết hợp lại được để nhận 5 triệu point điểm thưởng. Các bạn nhớ mỗi ngày sẽ có ba cái nhiệm vụ, một là kết hợp thẻ, hai là giải mật mã, ba là danh sách nhiệm vụ. Danh sách nhiệm vụ này thì toàn là check xem YouTube, với lại vào có một cái lượt điểm danh theo chu kỳ là 10 ngày đấy, thì mình đã đến ngày thứ 9, ngày mai mình sẽ nhận được, nếu điểm danh nữa thì mình sẽ được nhận được 5 triệu. Tổng của cả 10 ngày này nó đâu đó rơi vào hơn 6 triệu, gần 6 triệu 600 bao nhiêu đấy, coi đấy, cứ 10 ngày các bạn làm đủ sẽ được nhận từng đấy. Thì các bạn nhớ thực hiện tất cả các nhiệm vụ để có thể tích được càng nhiều điểm thưởng ở đây càng tốt các bạn nhé. Chúc các bạn may mắn với Hamster Combat.